Đây 60 làm gì? Những nhà xuất khẩu gạo trọng điểm của Việt Nam. Dạ anh ơi, giờ thì có mua cái ghế anh ơi, cho họ không có cho bà bàn anh. Cũng lần đầu cũng thấy cái tổ chức như vậy á. Đầu tiên thì Đây 60 anh về nè. Nhiêu anh ăn ở đây. Không kêu bánh mì không mà đậu khô mà. Ở đây con chị bên đây nước ăn liền ngồi đó kìa. Thank you.
Ừ, cả 35 luôn.
Thank you.
xuyên là cũng thành phố ấy. Nam Dương là một trong những thương hiệu nước chấm lâu đời mà gia đình tôi tin dùng. Nhãn hiệu này có rất nhiều sản phẩm đa dạng, không chỉ giúp cho bữa ăn thân thuộc đậm đà, ngon miệng mà còn khắc sâu vào tâm trí người tiêu dùng Việt Nam với biểu tượng con người đang thân thương. Chính những thành quả này đã đóng góp vào văn hóa ẩm thực của người Việt. Gạo, công ty trách nhiệm hữu hạn gạo Vinh Phát Nguyên Bản VWRC là liên doanh giữa Burma International và công ty cổ phần đầu tư Vinh Phát, một trong những nhà xuất khẩu gạo trọng điểm của Việt Nam với tiêu chuẩn cao trong quản lý sản xuất và chuỗi cung ứng. VWRC đo vì tin vào chất lượng của thương hiệu và nếp tin đã không làm tôi thất vọng. Gạo rất ngon, thơm và mềm, điều đặc biệt khiến tôi quyết định chúng tôi mua và sử dụng sản phẩm. Bà Đồng Năng, công ty trách nhiệm hữu hạn kinh doanh nông sản Việt Nam VAL, sở hữu nhà máy ép dầu Đồng Năng lớn nhất Việt Nam. VAL là thành quả hợp tác liên doanh giữa bên gì? Thank you.
Yên tâm là cái việc di chuyển rất dễ dàng, ngay cả bản thân Hằng cũng di chuyển được. Cuối cùng
ghế cao su đen này thì sẽ giúp máy cố định chắc dưới sàn nhà và ngoài ra là cân bằng máy trong quá trình vận hành. Vì vậy máy hoạt động rất là êm mà không hề có bất cứ rung lắc gì nữa. Mình cũng đẩy đi rất là dễ dàng mà không cần phải tới một cái bàn nam lực lượng rồi. Vâng, và mọi người có thể thấy là và lúc nãy thì chị Hằng có chia sẻ là em cũng chưa thông tin lắm, bởi vì chị Hằng có nói là cái máy này nó công suất của nó tới 12 ký một một khô đúng không ạ? Và công đức của chị Hằng hiện tại sử dụng kiểu sản phẩm nào mà khi cái lò không độ đúng nhiệt độ 260 độ C á thì cái bánh nó sẽ bị chai và nó không ở nữa. Là nhiệt độ đúng của mình là 260 độ C, nhưng mà hiện tại thì cái lò nó thấy nó đang là nóng lên trên 260 độ C luôn. À, đối với chiếc lò như nó cái bên đó thì nó cũng có cái này là không đó là nó sẽ lưu ý nhiệt độ cao hơn nhiều hơn lần nữa lò gì cho bạn nào á mấy phần nhiệt nó mất đi nó vừa đủ là nó có cái nhiệt độ bên mình nó có được thôi. Đó là một bài thiết kế rất là thông minh tài là công nghiệp của nó. Hỗ trợ đặt